Xin chào các bạn, hôm nay mình khui hàng các bạn một cái bao vợ các bạn. Cái này này mình đặt từ ở một bạn bán hàng online trên mạng, là bán hàng ở ngoài Bắc Ninh. Rồi giao hàng tiết kiệm thì giao trong vòng khoảng 3 ngày là tới đây. Cũng khá là lẹ. Và bây giờ mình sẽ mở hàng cho các bạn xem. Đây, rồi. Cái này là cách gói hàng cũng khá là đơn giản các bạn. Ê, đây mình mấy à. Hơi cứng. Rồi ok. Cái bữa hả mình mua dạng kiểu hiệu Yonex, nhưng mà do cái chữ Yonex ta hết rồi, ta hiệu Lightning. Thì mình sắp tới chứ mình cũng phải mua một cái vợt hiệu Lightning. Đó, mình cũng khoái cái hiệu này. Đây để mình lấy. Này cũng khá là ngon các bạn, cũng khá là này 199k, tiền ship nữa là 35.000 các bạn. Hình như người ta nói là có 4.000 tất cả này. Khá là rộng nha các bạn. Ở ngoài nhìn vô thì các bạn có thể thấy là có một ngăn ở ngoài nè. Rồi hai ngăn lớn tiếp theo, thì trong cái ngăn này thì có dây đeo luôn, có dây đeo cũng của Lightning luôn đó. Tại cái túi vợt của ngày xưa mình mua của cái hãng RA, người ta tặng mình cái bao vợt, mà cái bao vợt nó yếu lắm, bởi vì nó rách hết trơn rồi nè. Cái này cũng khá là dày nha các bạn, khá là dày, hai cái lớp này nó khá là dày đó. Thì còn cái lớp ngoài, cái lớp ngoài này thì giống như bạn có thể là bạn để điện thoại hay này nọ cũng được đó, hoặc là bóp tiền đó, cũng khá là ngon nha. Đó ok nha các bạn, tính ra là ba ngăn hết ra đúng không, ba ngăn giải cũng ok, cứng, có cái lớp dưới cũng khá là dày. Rồi nè bạn, nó có cái lớp ở dưới đây nè bạn, quên, này là 4 ngăn rồi các bạn. Cái có cái ngăn này thường thường là mình để dài, hay mình để này nọ mà, để nước này nọ, như cái này là để dài. Tại hồi đó mình cũng chưa có mua cái loại này nữa, loại này mình mới mua đó. Rồi ok, rất là đẹp nha. Hai ngăn chính, một ngăn phụ và một ngăn này ngăn để dài, rất ok, chỉ có 199k thôi đó. Rồi dây đeo các bạn ghê chưa. Rồi xin chào các bạn nha, nếu các bạn có ý kiến gì xin vui lòng comment ở dưới video cho mình biết. Rồi bây giờ mình bỏ vợt vô để mình đi quýnh cầu lông đây, bye bye.